Lon trà bên đây đi vậy Lon. Tao em chịu được không trời? Ừ, im. Ý trời. Chị đang nói mà. Nằm im nha. Chứ Hồng Kim nằm xa chỗ đó. Ôi. Ừ. Em nằm im là chị nặng, cố gắng nặng nhẹ ha. Đang nằm mà nằm nghiêng luôn đó trời. Vì chị ơi đâu ráng ráng đây 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 mày ghê thao xuống trên đây đi chú cho trời nằm im không là chị chết đau đó. Không nói vậy nha, nằm im là vậy nè, cũng đỡ đau hơn nha. Bụng nặng mà bị áp lực á. Con nặng mấy con già già không? Mệt quá. Ờ, thiệt đấy. Con nặng nghiêng. Ngon rồi. Một tay một đường ngon rồi. Ê. Nào, nằm ngửa ra đi. Ngửa ra đi, bình thường đi. Thế chị cứ bấm à cỡ rồi. Em nghiêng giùm chị. Ngồi chị. Nghiêng cái đầu á. Ý là em nằm bình thường đi. Nằm bình thường mà nghiêng đầu ha. Thả lỏng bình thường. Không lắng đau đó. Thả lỏng đi. Người qua em áp lực nữa. Đi nha. Đi thôi chị. Em. Trời. Ráng đó. Em thả lỏng bình thường đi. Đổ lại tư thế nè. Từ. Từ qua, chỗ này đang đổ. Im chị nè. Tôi khổ hôm nay dễ sợ. Nằm mà tao nó không theo. Đâu? Chị mới nằm răng cho thoải mái đi. Xịt lên chị. Chứ không áo trắng. Đây nha chị, đau quá. Không hết rồi. Nặng cái này nữa là không nặng nổi đâu. Hàng đến chị cũng được đâu. Mệt lắm. Nãy mấy đứa đi tìm không. Tao mệt mỏi chứ. Thả lỏng. Nhanh nè. Tát nhanh vậy nè. Đúng rồi. Đâu hay tại vì. Thả cái tay ra. Cái chỗ này gớm quá đi mà phải nặng đó. Bình thường là tao nặng đau không về thôi. Hay. Nghiêng. Thằng này dễ đấm bằng đấm vậy, nhưng xỉu luôn cha. Thằng muốn xỉu nha. Tê liệt luôn hay. Thằng này chị. Trời muốn chi? Muốn gì? Tưởng khúc đi nhớ ba. Đưa cái mũi nè. Im nè. Cái này xong chưa? Chưa. Thả lỏng đi. Đau không? Có. Trừ thích nặng cho mô. Không thích nặng vô mô hết. Nặng hai con người. Em nằm im giùm chị cái nè. Cho con gấu ôm mày.
đi mạnh mẽ cho ai xem ôm thôi chứ không đỡ đâu. Không chịu đâm được đâu. Mày quá trời. Im nè, không có đau. Trong mấy cái nam phút rồi. Tao trong những sông giới rồi. Đừng có gồng lại, chỉ có nặng đau đâu mà em gồng lại. Không được, không cho đâu. Nó quẹo luôn á. Nó chưa chi muốn đạp đó rồi không đi vậy là ngon nhất từ trước đến nay rồi hả châu mấy giờ trước mệt nã luôn hay nè nặng của nó Mỹ im nè đó. Ủa? Rồi hóa hóa tao mày ghê. Ôi này là 4 phút nữa. Nằm im được không? Chứ người xem mọi chóng mặt đó. Em nằm im là chị nặng đỡ đau hơn. Thả lỏng nè. Ngay đêm một. Chị ôi chứ mặn lại. Nằm im đừng cứ gồng. Thả lỏng, không có gồng lại nghe. Gồng lại mà ta đè mỏi cái tay luôn á. Đó, rửa em rồi. Thả lỏng rồi. Không có gì. Ý. Ủa giờ ông sữa mình cho ring. Ừ. Chứ tên gì? Mà chừng là thấy cái biết ring này. Im nè. Ông sữa mình cho ring không? Ừ. Thật đè mà à. Mỏi tay quá đi. Chị từ từ vậy. Rồi từ từ rồi đó. Rồi từ từ. Đừng có đưa cái tay lên nè. Đi thở rồi. Trên trán đi. Dưới này xong chưa? Không, chưa xong. Trên trán đi. Từ 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 từ. Ông cứ thả lỏng đi. Phút nữa là cục nó chưa xong. Nó cục nó à, thâu kệ mà em không đi. Mày quá đi. Tỏ ác luôn á. Tỏ chán không luôn á. Nặng nhẹ nhàng nhất có thể đi mà răng mà nghĩ răng nặng mấy cục to chịu được. Ờ. Mà chịu còn không được nữa răng mà nặng mấy cục to. Đứa mô chờ gồng nặng một to cho hắn giùm cái nè. Chịu nổi không? Không. Nó tự trả lời luôn kìa. Nhưng mà nặng như để nó biết đó. Để nó rỗ răng. Em mua. Ở nhiều chỗ lắm. Ừ. Mỗi nơi mỗi cục. Thả lỏng đi. Ừ. Thả lỏng coi nào. Đù qua được 4 cái hắn cũng là cũng xịn đó. Ông cũng đợt này chắc cũng giỏi hơn mấy đợt trước đó. Đúng không? Hết cây mà. Tao muộn lì quá đi. Làm ta ta nặng không được luôn á. Ráng còn 1 phút nữa là xong rồi. Em ráng đi em. Cho đừng có rùng rùng nữa. Rùng nặng đau đó nghe. Dọa. Trùng. Thank you.
qua được 10 giây thì không đỡ. Một cục nữa. Okay.